tan ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang thamman jadui thang warang thamme yo khalito do so thammo kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange wande hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang ho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Để chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sĩ lạc minh mê bụt thác sê thô sà rê bụt tô chà đắc khi nê hoa mạng sê mốc gà la nô phù rà tô bí đắc sà tế yăng bà chí mê mà mạ à năn đô kỳ mà sà hoa chà tôn đi sà sà măn tà. Lô kà bà la chì in đá đê hoa sà phàm mạ kà e tê sà ngà nú phà vê nà sà bê phà yào bạc đá hoa nê kà an tà rà yà bì vi nà sàn tu a sê. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu vai mặt xá lợi Phất vai trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên vô a lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và ta hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sua thá la thô thú vị tổ vô nô vô thá sa thá nê a rô vô thú vị tổ hôi sa sắp bê nha tí phi sa thá la thá. Sư kỳ tạ vô rô ná ha vô thá sa thá nê a rô ga sư kỳ tạ hôi sa sắp bê nha tí phi tê a thá la thá. Sư kỳ tạ vô rô ná ha vô thá sa thá nê a rô ga sư kỳ tạ hôi thá sa sắp bê. Hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo ka mi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi, có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào. Tất cả các vị là như phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thọ thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ăn nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Hi đăng quá ta mê bù nhàn à sa quá khai yô quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại.
cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây. Hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe purati maya disayata vera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe purati maya anudisayata vera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta channidukha payapatta channipaya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin được sợ, đến sự thương tiếc rồi xin được cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ qua ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Dạ, bây giờ là 4:27 sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ, quý vị đạo hữu có mặt ở trong room. Dạ, không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư. Dạ, sa thú, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Đức Phật Thánh.
Đại Đức Phước Sàng. Xin chào cô tu nữ Diệu Pháp. Xin chào huynh tín ngộ Sư Meta, Sư Thanh Thủy, Sư Phượng Mộng, Sư Tri An Lạc, Sư Khẩn Kiểm, huynh Châu Phan, đạo hữu Karuna, Sư Trà Man, Sư Qua Tím, Sư Kim, đạo hữu Samma-cam-man-ta. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật nguồn 166. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thapo Lo Kasasatha Chandradapu Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yatan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi thần giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ơn, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ ý ta sa sa thu nô lô ca na mần tha sa quy nà ca rô cô sắc bà nhu bút thấp bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quy nhân vàng như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm đặc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thổ chú khá ta sá xà quốc cổ sách khà xúc tà mô quốc rá thầm mát sách khá phô niên đà bất sân xà đi hà nà đá rù quá rù hoàn đà mát hành tầng ná rá phù. Cha này gia cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta na ta ya te che na se kha me tu wa tha nang tha sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na se che tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Mình chào Xích Nhung Phạm vừa đến với Pháp hội. Chúng ta đưa lên bài học để Xích Nhung Phạm được thấy rõ ha. Ở đây quý vị có thể copy bài học này rồi quý vị đưa lên để cho nó có cái nó liền lạc với nhau. Còn ở đây chúng tôi thấy rằng có một cái khoảng trống. Rồi vị nào có thể copy đưa lên bài học cho nó liền lạc không? Chắc vì cái nick của chúng tôi dài quá cho nên ở đây thấy cái câu số 2 nó rời rạc, nó không có liên tục ha. Rồi thôi bây giờ quý vị hãy nhìn vào bài học, chúng ta bắt đầu ha. Attadatthang-bharat-thena Attadatthang-bharat-thena. Câu số 2. Bahu-na-pi-na-ha-pa-ye Bahu-na-pi-na-ha-pa-ye Pahu na pi na ha pa ye. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Atta dat thang ba rat the na pu na pi na ha. Atta dat thang ba rat
thề na po hu na pi na ha pa ye a ta da thằng ba rát thề na po hu na pi na ha pa ye. Đưa bài học cho chiếc pháp nguồn Lào Cai thấy ha. Câu này rồi qua giọng kệ ha. Atada thần rát thề na bố hú na bí na hà ba dề. Một câu tám từ thì chúng ta đọc theo các điệu 44. Atta đan thăng ba ra thề na bao hu na pi na ha ba ye. Atta đan thăng ra thề na bao hu na pi na ha ba ye. Atta đan thăng ba ra thề na ba hu na pi na ha pa ye. Rồi bây giờ qua câu 3 câu 4 ha. A ta da tha ma phi nha ya a ta da tha ma phi nha ya a ta da ma quỳnh nhà dạ. Và câu cuối cùng sa đa tháp ba su tô si ya sa đa tháp ba su tô si ya sa đa tháp ba su tô si ya. Bây giờ ôn lại a ta đa tama pinya yasada tabaya antada tama pinya yasada tabasutiya antada tama pinya yasada tabasutosiya. Rồi bây giờ chúng ta chia ra cũng giống như hai câu trên. Antadatha ma pinyaya sadathapa sutong siya. Antadatha ma pinyaya sadathapa sutong siya. Antadantha ma pinyaya sadathapa sutong siya. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại giọng kinh kể câu Phật ngôn 166. Antadantha barathe na puhu na pina ha pa ye at ta đa tha ma phi nha ya ta đa tha pa su tô si ya a ta đa thằng ba ra thề na bô hu na pi na ha pa ye a ta đa tha ma phi nha ya ta đa tha pa su tô si ya. Ở đây chúng ta có một cái giọng đọc khác, không đọc nguyên bài mà chúng ta chia ra làm hai ha. Chúng ta chia ra làm hai, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Minh chào Sikh Hà vừa đến với Pháp hội. Minh chào Huynh Hạnh Pháp. Atadat thằng Barathe Nabuhuna Pinaha Paye Atadat Thamapinya Yasadat Thapasuto Sikya. Cách đọc thứ 2 này dễ hơn ha. Atadathang barathe napuhuna pinaha paye Atadathama pinya yasadatha basu o siya. Đọc lại lần nữa ha. Atadathang barathe napuhuna pinaha paye Atadathama pinya yasadatha basu o siya.
Rồi, bây giờ qua dòng kệ ha. Antana thang ba rathena ba hunapi naham ba ye Antana thang ma vinyaya sadatha ba sutong siyam Antana thang ba rathena ba hunapi naham ba ye Antadatha ma vinyayam sadatha pa sutom siyam. Thêm lần nữa ha. Antadatha bharatena bahunapi naham payem. Antadatha ma vinyayam sadatha pa sutong siya. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng tri tư lợi. Thắng tri là thắng tri đầy nhờ thắng tri tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Rồi bây giờ mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Hà vô sau đưa tay trước người ta. Chị Hà thấy cũng rối quá ha. Rồi mời chị Meta, chị Kim, chị Hà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Pháp Nguồn cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin đọc câu pháp cú 166. Attadathang bharathe na bahuna bina baye attadathama phinya yasadat Tha Ba Su Tô Si Gia. Dạ, con xin phân tích. Át trường âm nhấn, tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, rách trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, bá hú là hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bí ná hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, dê trường âm thông thường, attadathang bharathe na bahuna bina ha ba dê. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. At trường âm nhấn, tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thá má hai đoạn âm, phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xá đoạn âm, đắc trường âm nhấn, thá bá xú ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, ắt ta đắc tha ma phình nhà gia sa đắc tha bá xú tô xí gia. Dạ, con đọc lại hết bài. Attadathang bharathe na bahuna binaha baye Attadathama finnyaya sadattha basuto siya Attadathang bharathe na bahuna binaha baye Attadathama Thamma phình nhà gia sa đắc tha ba su tô si già. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Atta đắc thắng bà ra thê na
Bao na bi na ha ba ye atta đạt tha ma phin nha ya sa đạt tha ba su to si ya. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp, sư Phước Sang, Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh rõ không? Và có liên tục không? Pháp môn vào tay bữa nay vô sớm nha, hết chảy nha, quan hỷ nha. Bữa nay nghe rõ, không có nghe cắt khoảng, không có bị nghe không rõ ồn ào gì. Chắc bữa nay ở Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, thời tiết khí hậu được tốt đẹp ha, nghe rõ ràng luôn ha. Cười nữa. Con nghe sư nói xích hà gì đó, trời ơi, con thấy sư nói vẫn đúng, phải nói là hết chảy đó. Lên vô sớm hôm nay vô xích hà, vô sớm vô tay vô chân đọc kế tiếp là hết chảy luôn, ngon lành hơn. Chứ mình là cái gì đâu mà chứ ra ai sư cũng ra được, còn con sư nói con hổng. Trời ơi, cô Mít Trà không vô tay đọc thì con vô tay đọc từ từng tự thôi, ai mà biết bữa cô vô hay không vô. Sư nói con hổng ghê quá, sư dùng tiếng nghe ghê rợn, nghe ức ứng. Dạ thôi, bây giờ để con trả bài cho rồi. Sư nói bà Tám nói nhiều quá, đọc mau đi. Con xin góp nguồn lời cây cho cái bông quả hướng dưới dàn trời luôn. Xà thử nha. Ơi, cảm ơn sư đưa bài nha. Cái giờ cái của sư là trong đây là của sư là khác lạ hơn ta hết trơn á. Của ai cũng màu đen, màu trắng á, cũng sư là màu tím, mà tím nhạt nha, không phải màu tím hoa cà nha. Tím Mỹ cái màu này gọi là lavender, còn màu tím là purple. Không biết màu tím này có liên quan với màu tím hoa sen không. Ha ha, kệ đi. Cũng là mình bây giờ đọc cả bài cho rồi. Nhưng mà cái màu này đẹp đó sư, thấy đẹp dễ nhìn đó sư, không có chói mắt như màu xanh hay màu đỏ gì. Màu này đẹp đó sư, màu này hết sảy đó sư. Sạc thú đó. Thôi dạ, để con trả bài để sư nói. Nói nhiều quá, trả bài đi bà tối. Dạ con trả bài. Con xin trả bài kinh Pháp Cú 166. Atta đắc thần pha rắc thề na ba hu na phi na hà ta về Atta đắc tha ma bình nhà gia sa đắc tha ba su tồ si già Atta đắc thần pha rắc thề na ba hu về Atta đắc tha ma bình nhà gia sa đắc tha ba su tồ si già si già nghe sư chí là ngắn rồi đó, không có dài đâu nghe sư. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Trường âm nhắn, tá đoạn âm, đắc trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, rắc trường âm, rắc trường âm nhắn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, bá hú hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bí ná hai đoạn âm, hà giống như hà vậy ha, trường âm thông thường, bá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Atta đắc thần pha rắc thề na ba hu na phi na hà ba dệ Atta đắc tha ma bình nhà gia sa đắc tha ba su tồ si già. Phân tích câu số 3. Ắt trường âm nhắn, tá đoạn âm, đắc trường âm nhắn, thá má hai đoạn âm, thinh trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Câu cuối cùng, câu số 4. Sa âm, đắc trường âm nhắn, thá bá xú ba đoạn âm,
tô trường âm thông thường, xí đoạn âm gia trường âm thông thường. Cảm ơn Châu Phan đã cho tín hiệu nghe rõ ràng, không biết có liên tục không hả Châu Phan. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài và ca kệ. Attadakthamapinya yasadakthavasuto siya attadaktham pharakthe nabahuna pinaha paye attadakthamapinya yasadakthavasuto siya attadaktham pharakthe nabahuna pinaha paye attadakthamapinya yasadakthavasuto siya. Kỳ quá trời ơi, pháp môn nội cai sao mà bông hồng nhóc luôn, vỗ tay vỗ chân nhóc luôn. Cảm ơn nghe pháp môn nội cai. Bây giờ kể chứ hả? Ta đắp thắng pha đắp thề na bảo hồ na phi na ha pha về ta đắp tha ma tình nhà già sa đắp tha tha su tô si già attadaktham pharakthena bahuna pina habaye attadaktha mapinyaya sadaktha pha sutosiya. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 166. Cảm ơn nha, chỉ có mình đây là pháp nguồn lầu cai là ngầu nhất nha. Bông hoa chất vườn trồng nhiều bông lắm ha. Ôi, vỗ tay vỗ chân quá luôn. Nhưng rất là anh thích trên mình cho pháp nguồn lầu cai cho đến gì. Nhưng cảm ơn pháp nguồn lầu cai cùng mết cô mết trà Thích Hà Nhung Phạm cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Dưới sư nữa, từ sư cũng cho bông bông qua. Sư cho là con nghi ngờ lắm, cho cái hồi cái xích này xích kia chợ chút nha, để xử tội xích kim con bị hoài à, thành ra con quen rồi. Nhưng mà nó túm lại, con thưa các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử trong đầu tràng, thấy con có đọc sai cái gì á thì cho con biết cho con sửa, cho cô mượn thôi lá gửi lại cho nha cô. Không biết cho con mượn. Ok, lần tới sẽ cho nét luôn, đừng có lo, để kiếm bông hồng cho. Dạ, con xin trả máy là mời Xích Hà nha. Xích Hà lên đọc trong chỉ cần nhau để hết sảy Xích Hà. Để sư la nè, gì đó, sư nói chỉ gì quên mất tiêu rồi. Họ nói gì ta, ngon lành hay gì đó quên. Dạ thôi, mời Xích Hà kế tiếp nha. Dạ, con xin trả máy. Chúc Xích Hà và quý vị được an vui và may mắn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sàng Thầy. Con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Bây giờ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 166. Atta đắc thần ba rắc thề na ba hu na bi na hà ba dề Atta đắc tha ma phình nhà gia sát đá tha ba su tô si già ắt ta đắp thần ba lát thề na ba hú na bi na hà ba về ắt ta đắp thần ma phình nhà giá sắp đắp tha ba su tô si già con đọc lại lần nữa ắt ta đắp thần ba lát thề na ba hú na bi na hà ba về ta đắc thần na phình nhà gia sát đắc tha ba su tô si già. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Trường âm nhấn tá đoạn âm đáp trường âm nhấn thằng trường âm đọc thì bằng nguyên âm bá đoạn âm trường âm nhấn thề trường âm thông thường ná đoạn âm ắt ta đắc thần ba đắc thề ná
ba hú hai đoạn âm na trường âm thông bí đoạn âm ná đoạn âm ha trường âm thông thường bá đoạn âm dê trường âm thông thường ba hú nà bi na hà ba dê ách ta đắt thằng ba đắt thề ná ba hú nà bi na hà ba dê ách trường âm nhấn tá đoạn âm đắt trường âm nhấn thá má hai đoạn âm phình trường âm nhấn nha trường âm thông thường nhá giá đoạn âm ách ta đắc thần má phình nhà giá xá đá lộc xá đoạn âm đắc trường âm nhấn thá đoạn âm bá xuống đoạn âm tô trường âm thông thường xí đoạn âm gia trường âm thông thường sát đắp thá bá suốt tổ xí già ách ta đắp thá má phình nhà gia sát đá thá bá suốt tổ xí già ách ta đắp thằng ách ta đắp thằng ba rễ ách ta đắp thằng ba đắp thề na ba hu nà bi na hà ba về ách ta ma phần nhà gia sa ta tha ba su tổ si già ách ta đắt thần ba đắt thề na ba hu nà bi na hà ba về ách ta đắt tha ma phần nhà gia sa đắt tha ba su tổ si già giàu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ bản dịch con là Tịnh Tích Minh Châu. Dạ lâu quá con không có kể, dạ thôi con thử xin thử. Atta đắc thắng bà rạch thề na bà hu na bi na ha ba về Atta đắc ma phin nha ya tha ba số si già giàu lợi người bao nhiêu chớ quên phòng tư lợi nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ bản dịch qua Thịnh Thích Minh Châu. Dạ con thấy nhà cho con ba cái hoa chắc không có sai gì hết. Dạ con xin chào mít lại cho đạo tràng. Alo 123 123 tặng ba bông hoa là hôm nay thích hà kệ hay ha, tiến bộ nhưng mà câu số 3 lủng củng không thể chính xác nhưng mà cái giọng đọc ắt ta đắt tham ma phình nhà giá ắt ta đắt tham ma phình nhà giá chỗ này cứ đọc là ắt ta đắt thần đọc là ắt ta đắt thằng ma phình nhà giá ở chỗ này nếu mà rời ra thì chúng ta đọc là ắt ta đắt thằng ma phình nhà giá là chính xác nhưng mà ráp liền vô lobo và sanh thí cho nên không phải là đắt thằng mà đắt tham ma phình nhà giá phân tích thì chính xác nhưng mà cái giọng đọc thì ắt ta đắc thần, quý vị nghe rõ ha. Rồi ở trên này làm sao thì đọc theo vậy đi ha, chứ nếu mà đọc theo cái kiểu kia cũng được nhưng mà làm nó rối đủ đó ha. Rồi hôm nay Sĩ Hà thấy cái giọng kệ hay vậy mà giấu nghề ha, chắc có lẽ là muốn khoe giọng kệ của mình hay cho nên hôm nay vô sau mình đưa tay trước ha. Rồi không sao, quan hỷ quan hỷ. Rồi mời sư phát nguồn. Con kính lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ ngài Trí Đức Thanh, sư Phước Sang. Con kính lễ cô tu nữ như Pháp. Xin kính chào toàn thể đoàn. Dạ con cảm ơn cô Meta, cô Kim, cô Hà, Sitina cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ con xin phép được đọc và phân tích câu pháp cú 166 ạ. Atta đa thằng parat
thề na ba hu na bi na ha ba ye atadat tham ma bình nhà ya sa đất tha ba su tô si ya atadat thằng ba ra thề na ba hu na ba hu na ba hu na bi na ha ba ye ta đắc tham ma bình nhà gia sa gia sa đắc tha ba su tổ si già con xin đọc lại một lần nữa ta đắc thằng ba đắc thế na ba hu na bi na hà ba dê ta đắc tham ma bình nhà gia sa đắc tha đắc tha ba su tô si già dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình mẫn dạy của hòa thượng Thích Minh Châu con xin được phân tích ạ dạ, con phân tích câu 1 và câu 2 at ta đắc thằng ba đắc thế na ba hun na bi na hà ba dê at là trường âm nhấn tá là đoạn âm tát là trường âm nhấn thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá là đoạn âm rác là trường âm nhấn thê là trường âm thông thường ná là đoạn âm bá là đoạn âm hú là đoạn âm na là trường âm thông thường bí là đoạn âm ná là đoạn âm ha là trường âm thông thường bá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Con xin phân tích câu 5 và câu, à, câu 3 và câu 4. Át ta đát thầm ma bình nhà gia sát đát tha ba su tô si dạ. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thá là trường âm, thá là đoạn âm, má là đoạn âm, binh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, á là đoạn âm, xú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Con xin phép được đọc lại toàn bài. Atta đắc thằng ba đắc thế na ba hu na pi na hà ba dê Atta đắc Atta đắc tham ma bình nhà gia sa đắc tha ba su tổ si già dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình bạn dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ta đắc thăng pa rat thế na ba hu na pi na ha pa ye ta đắc thăng ma pin nha ya ta đắc tha pa su to si ya ta đắc thăng Parathena bahunapi nahapaye atadatha mabinyaya datsadatha pa sutosiya dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình bản dạy của hòa thượng Minh Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và ôn bài xong, có gì sai không sư cũng đã trang chỉnh sửa cho con ạ. Câu tìm dạ con xin được xuống mic mời một vị kế tiếp ạ.
Dạ, sa thú Xít Lào Cai ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thăng Mai ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 166 ạ. Attada thằng parathena bahuna bahuna pina ha pa ye attada thamma vinya ya sadatha pa suto si ya attada thằng parathena bahuna pina ha pa ye bahuna pi na ha pa ye atada tha ma vinya ya sadatha pa suto si ya atada thang para the na bahuna bahuna pi na dạ con sám hối bahuna pi na ha pa ye atada thang ma Atada thamma Atada thamma phình nhà ya Sadatha pa suto si ya dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ con xin phân tích câu 166 ạ. Câu thứ nhất là Atada thằng parathena là trường âm nhấn. Tá đá, tá đắt. Tá là tá là đoạn âm. Đắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn. Thê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, bá hú là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bí bí là đoạn âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, là trường âm nhấn, tá là trường, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thá má là đoạn âm, phinh là trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, gia giá là đoạn âm, xá đá xá là đoạn âm, đắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tá là đoạn âm, xú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dạ con còn sai sót, mong đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ con kính dâng mic lại đạo tràng. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 166. Attadat thang parathe na bahuna pina ha pa ye attadat tha ma pinya ya sadat tha pa suto si ya. Con xin phân tích câu 1 và 2. Attadat thằng parathena bahuna pina ha pa ye át trường âm nhấn, tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm,
Đát trường âm nhẫn, thê trường âm thông thường, nã đoạn âm, bá đoạn âm, hú đoạn âm, na trường âm thông thường, thúy ná hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ách tá đát thằng phá rắp thề ná bá hú na phí ná hà phá dê. Câu 3 và 4. Ách tá đát thá mát phình nhà giá xá đát thá phá sư tô xí dạ. Ách trường âm nhấn tá đoạn âm, đát trường âm nhấn thá đoạn âm, mã đoạn âm, phình trường âm nhẫn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xá đoạn âm, đát trường âm nhẫn, thá đoạn âm, phá xú hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Át đát thá mát phình nhà giá xá đát thá phá xú tô xí già. Át đát đát thần phá rắp thề nát phá hút nà phí nát hà phá dê. Ta đắp tháp mắt phình nhà giá sát đắp tháp phá sư tù sĩ già. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ nên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta đánh thăng phá rắn thế na, bà hư na phi na ha phá dê. Anh ta đánh tha ma phín nha ya, sa đánh tha pa su tu si ya. Anh ta đánh thăng pa rắn thê na, pa hư na phi na ha pa ye. Anh ta đánh tha ma phín nha ya, sa đánh tha pa su tu si ya. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân ngài và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng Xích Hà ơi, lên đi. Dạ. Alo. Dạ, alo, có nghe không rõ không? À, dạ, cảm ơn các môn đạo càng chuẩn bị tư hiệu tốt. Kính chào kính đến đại sư Trí Đức, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc kinh pháp cú 166. Hát tát tham pa ra thê na ba hu na pi na ha pa di. Hát tát đát tha ma phin nha ya sa đát tha pa su tu si ya. Hát tát đát tham pa ra thê na ba hu na pi na ha pa di. Sau đây con
Sadatthaparasutosiya. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ, con nói đọc xong rồi. Có chỗ nào sai sót mong mọi người chỉ dẫn. Sau đây con trình cảm ích mời người kế tiếp. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ con kinh xin kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con xin kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 166. Át ta đát thằng ba đát thề na ba hô na bi na hà ba dì át ta đát tha ma phần nhà gia sa ma gia sa đát tha ba hu tô át ta đát thằng ba đát thề na ba hu là bi na hà phát về át ta đát tha ma phần nhà gia sa đát tha ba su tô si già. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Át trường âm nhấn tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, bá hú hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bí ná hai đoạn âm, hà trường âm thông thường, bá đoạn âm, dê trường âm thông thường, át tá đát thằng ba đát thì na ba hu na bi na hà ba về. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Át trường âm nhấn tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thá má hai đoạn âm, phình trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, xá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thá bá số ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Át ta đát tha ma phần nhà gia sa đát tha ba su tù si già. Dạ con đọc lại nguyên bài. Át ta đát thằng ba đát thì na ba hu na bi na hà ba về. Át ta đát tha ma phần nhà gia sa đát tha ba su tù si già. Át ta đát thằng ba đát thề na ba hu na bi na hà ba về. Át ta đát tham phần nhà gia sa đát tha ba su tô si già. Át ta đát thằng ba đát thề na ba hu na bi na hà ba về. Át ta đát tham phần nhà gia sa đát tha ba su tô si già. Dạ con xin kệ. An ta đạt thắng ba đạt thế na ba hô na bi na ha ba về. An ta đạt tha ma phân na ya sa đạt tha ba su tô si ya. An ta đạt thắng ba đạt thế na ba hô na bi na ha ba về. An ta đan tha ma phân nhà già sa đát tha ba su tô si già. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con phân tích đọc và kể xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng và con xin trao mic lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo.
Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, cho Phúc Hạnh xin bài. Dạ, bạch Ngài, cho con xin bài Ngài. Dạ cho con xin bài ạ, bạch Ngài. Thì con mới vào. Dạ cho Phúc Hạnh xin bài ạ, tự nhiên mấy Phúc Hạnh không có thấy bài được á hả? Không, do mới vô trở cho nên là không có bài ạ. Mới mở máy lên cho nên là bài nó không có trong máy ạ. Rồi, cảm ơn Giang Nhật Hà. Để thôi con, đây con đọc và phân tích câu số 166. Attakat thằng Barat Thề Nát Ba Huna Bina Hà Ba Dề Attakat thằng Afinya Gia Sát Sadat Tha Ba Su Tổ Si Già Attakat thằng Barat Thề Nát Ba Huna Bi Na Hà Ba Dề. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là trường đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá hú là trường hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, ná là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Attadat thằng ba rát thề na ba hu na bi na hà ba dê. Câu 3 và câu 4. Attadat thằng a phi nhà ya sa da sa da tha ba su tô si già. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, vinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thá bá là hai đoạn âm, thá bá xú là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, áp tát đát thằng áp vinh nhà giá xá đát tháp bá xú tô xí già. Attadat thằng Barat thề Napahuna bin Nap Hà Ba Dề. Attadat thằng Afinya Yasadat Tha Basu Basu Tu Si Ya. Attadat thằng Barat thề Napahuna bin Hà Ba Dề. Attadat thằng Afinya Yasadat Tha Basu Tu Si Ya. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, và con xin kệ. Atadathang Barathena Bahunabi Nahabaye Atadathang Afinyaya Sadathapa Sutu
si và dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Thì con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh và thân chào quý thiền nam tín nữ. Bây giờ tụi em xin đọc Kinh Pháp Cú số 166. Attadat thang barat thề ná bahuna binaha ba dê attadat thang avinya ya sadatapasuto siya. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, bá rát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Đoạn 2, bá hú hai đoạn âm, na trường âm thông thường, bí ná hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đoạn 3, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thăng trường âm giọng nguyên âm, á đoạn âm, phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Đoạn 4, xá đoạn âm, đát trường âm nhấn, thá bá xú ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Áp ta đắc thằng đề bá hu na bi na hà bá dê. Áp ta đắc thằng áp ta đắc âm nhà giá sát đáp tha bá hu tu bá su tu si già. Áp ta đắc thằng bá đắc thề na bá hu na bi na hà bá dê. Áp ta đắc thằng áp phình nhà giá sát đáp tha ba su tô si ya. Atta da tang ba ra te na pa u na bi na bi na ba ye. Atta da tang a vinh nha ya sa da sa da ta pa su to si ya. Atta tang ba ra te na ba u na bi na pa ye. Atta da tang a vinh nha ya sa da ta pa su to si ya. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã ôn bài và phân tích có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Văn Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào Thần Thể Đạo Tràng.
Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 166 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn Sít Pháp Nguồn, Sít Tina, Sít Nhung Phạm đã cho con biết tín hiệu. Dạ. Dạ, cảm ơn Sít Nhung Phạm đã bố bài. Attadatthang parathe napahuna binaha paye Attadatthang afinya yasadatthapasuto siya Attadatthang parathe napahuna binaha paye Attadatthang afinya yasadatthapasuto siya. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Attadatthang parathe napahuna binaha paye. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá, hú là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, bí, ná là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Attadatthang parathe napahuna binaha baye. Dạ, câu số 3 và câu số 4. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, xá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, thá, bá, xú là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Attadatthang afinya yasadatthapasuto siya. Dạ, con xin đọc lại ạ. Attadatthang parathe napahuna binaha paye Attadatthang afinya yasadatthapasuto siya. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí, tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình, là bản duyệt việc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép kệ. Attadatthang parathe napahuna bahuna binaha baye Attadatthang afinya ya sadatthapasuto siya Attadatthang parathe napahuna binaha baye Attadatthang afinya ya sadatthapasuto siya. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí, tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú Huynh Giang Nhật Hà. Huynh Giang Nhật Hà cũng đã kết thúc phần đọc ngày hôm nay ha, cả bài ngày hôm nay. Hôm nay thì bài học của chúng ta câu Phật ngôn 166. Quý vị thấy cái chỗ nào khác biệt? Câu số 3 lúc đầu cô tu nữ Như Pháp đưa qua thì chúng ta thấy câu số 3 nó khác với câu số 3 khi mà Huynh Giang Nhật Hà đưa lên. Và một số các vị đọc theo cái câu số 3 của Huynh Giang Nhật Hà và cái câu số 3 chiếc Như Pháp, cô tu nữ Như Pháp đưa lên, thì có khác biệt gì không?
Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng để thấy rằng tại sao nó khác biệt như vậy. À vâng, chữ thân. Chữ thân. À khi nãy chị Hà cũng bị chữ thân này đó à, thì đúng rồi, có thân là có khổ nha. Chứ không có thân là sao khổ được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng để thấy rằng sự khác biệt là sao ha. Câu nào đúng, câu nào sai. Kể đó, tới câu số 3 rồi mới thấy đúng sai. Attadathang Bharathena. Câu đầu tiên ha. Attadathang Bharathena. Chữ Attadathang do hai từ cộng lại, tức là chữ Atta và Attha. Atta là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Atta có nghĩa là bản thân, có nghĩa là tự mình. Và chúng ta đang học cái phần tự ngã, tức là Attawakya. Và đây là cái bài cuối cùng trong cái phẩm Atta. À, có tất cả 10 bài ha, 10 bài. Và đây là bài cuối cùng. À, tuần tới thì chúng ta sẽ chọn một câu ở trong 10 câu này để chúng ta thảo luận ôn lại tự ngã như thế nào. À, cái phẩm tự ngã này chúng ta chọn một câu. Và ngày đó bắt thầm không biết ai chạy ra trúng số ha, để coi thì tự ngã mà mình có ngã hay không. À, đây là bài cuối cùng ha. Atta là bản thân, là tự mình. Rồi chữ ách thân do cái từ ách thá. Ách thá là một danh từ trung tính, Akrantanapumsakalinga. Ách thá có nghĩa là sự thành đạt, sự lợi ích. Sự thành đạt, sự lợi ích. Hai từ này cộng lại Attadattha. Nhưng mà tại sao là Attadattha? Attadattha nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát tỷ e cao quan trần á. Cho nên Attadattha biến thành Attadattha. Attadattha là lợi ích của bản thân, lợi ích của cá nhân, lợi ích của tự mình. Rồi cái từ thứ hai, Bharathena. Bharathena ở đây do hai từ cộng lại, chữ Bhara và chữ Attha. Chữ Bhara đây là một tính từ có nghĩa là khác, và chữ Attha thì nó cũng giống như chữ Attadana, có nghĩa là lợi ích, thành đạt. Vậy thì Bharatha, Bharatha được chia theo sử dụng các số ít. Sử dụng các số ít có nghĩa là Tatiya Vipatti Ekavacana. Cho nên Bharatha biến thành Bharathena. Bharathena có nghĩa là vì sự thành đạt của người khác, hay là vì lợi ích của người khác, bởi lợi ích của người khác. Ở đây chúng ta qua câu 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Pahuna pinaha paje. Pahuna pi. Pahuna do cái từ pahu. À, nhưng mà ở đây chữ pahu à, nó được chia theo sử dụng các số ít à, nó biến thành Bahuna à, sử dụng các Tatiya Vipatti Ekavacana. Bahu biến thành Bahuna có nghĩa là bằng số đông. Rồi thêm chữ Pí ở phía sau là cho dầu thật vậy, ngay cả cũng vậy à, chữ Pí này à, cho dù số đông cũng vậy, số đông thật vậy, bằng số đông, ngay cả số đông. Bahuna pi. Rồi chữ ná là không. Ha pa ye.
ha ba dê. À, cái căn ngữ ha là buông rơi, bỏ đi, lãng quên. À, ha ba dê ở đây có ý nghĩa, đây là một động từ ha, động từ số ít, bị lãng quên, bị bỏ đi, nên buông rơi. Thì như vậy câu số 1 và câu số 2. Atadathang patthe napohuna vinaha paye. Không nên buông rơi lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác, cho dù là số đông. Hai câu này ha. Không vì số đông mà chúng ta quên mình ha. Không nên buông rơi lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác, cho dù là số đông. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3, rắc rối chỗ này. Mặc khi nãy giờ người này người kia thắc mắc tại sao anh ta đắc thăng áp vi nhà giá mà không phải là anh ta đắc tham áp vi nhà giá. Chỗ này ha, có nhiều vị có nhiều thắc mắc mà có hai lối viết ở đây. Atadathang là lợi ích của bản thân ha. Atadathang là lợi ích của bản thân. Rồi chữ apinyaya, apinyaya nhà dạ là biết rõ, mà ở đây ngài hòa thượng dịch là thắng trí, biết rõ cái lợi ích của bản thân, khi mà nó dính liền nhau là Atadathamapinyaya. Mà khi rời ra thì Atadathamapinyaya, hai cái cách viết này ý nghĩa cũng giống nhau ha. Quý vị thông cảm nha. Khi nãy một số quý vị coi sách này, một số quý vị coi sách kia, nhưng mà Atadatham hay là Atadathamapinyaya đều giống nhau ha. Tức là biết rõ lợi ích của bản thân. Cái câu này, biết rõ lợi ích của bản thân, mà ngài hòa thượng dịch là thắng trí tư lợi ha. Thắng trí tư lợi. Và câu cuối cùng, Sadatthamapsuto siya. Câu cuối cùng, chữ Sadattha, Sadattha tức là do cái chữ Sa. Chữ Sa đây tức là sanh ta, là tốt, là đẹp. Nó trong cái hiện tại phân từ của nó là chữ Át. Rồi chữ Attha tức là việc lợi ích, việc ý nghĩa. Sadattha là việc lợi ích, việc ý nghĩa. Rồi Basuto ở đây nó được đứng làm chủ từ ha. Basuta biến thành Basuto. Nên quan tâm, chuyên tâm, siêng năng. Chữ Basuto, Basuta. Vậy thì ở đây Sadattha Tabasuto là chuyên tâm lợi mình. Chuyên tâm lợi mình tức là hãy chuyên tâm lợi mình. Đúng rồi, chính xác này hòa thượng dịch rất là rõ nghĩa. Vậy thì ở đây cái câu số 3 và câu số 4 thêm chữ Siya phía sau nữa chứ. Siya là nên là. Vậy thì câu 3, câu 4. Atadathamapinyaya sudatthabasuto siya.
đọc ở đây thì nó không phải là như vậy, mà câu này Attadat thằng Avinya Yasadat Thapasuto Siya, sau khi biết rõ lợi ích của bản thân nên quan tâm đến lợi ích của bản thân. Hai câu này nói lên cái vấn đề là sau khi biết rõ lợi ích của bản thân thì nên quan tâm đến lợi ích của chính mình. Câu Phật ngôn 166, không nên buông rơi lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác, cho dù đó là số đông. Sau khi biết rõ lợi ích của bản thân nên quan tâm đến lợi ích của chính mình. Như vậy thì câu Phật ngôn 166 ngài Hòa Thượng giới thiệu là phổ thơ lục bát thế này: không ai không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian mà quên tối thượng côn đàn, mà quên tự lợi niết bàn chánh tri. Không vì an lạc cho đời, chẳng vì lợi lạc cho người thế gian mà quên tối thượng côn đàn, mà quên tự lợi niết bàn chánh tri. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Câu Phật ngôn 166 kết thúc phần tự ngã ha, Attawakka. Tất cả là có 10 bài ha. Tuần sau chúng ta ôn lại. Bây giờ trong cái phần tư vấn thì quý vị thấy câu số 3 Attadatthang Avinyaya hoặc là Attadatthamavinyaya đều giống nhau ha. Quý vị không nên thắc mắc chỗ này tại sao để kiểu nó dễ, kiểu nó viết rồi thì Attadattham, mà viết dính vô với nhau là Attadatthamavinyaya. Rồi chỗ này quý vị còn thắc mắc gì? Khi nãy thì chúng tôi đưa lên thì nó khác, mà bây giờ đưa lên khác, nên tại sao cái ông này rắc rối? Không phải rắc rối, hồi nãy là cô tu nữ Như Pháp đưa qua, bây giờ là copy lại của Huynh Giang Nhật Hà này, được quan hỷ ha. Rồi thời gian cũng còn nhiều, thôi bây giờ chúng ta vô duyên sự đi, để rồi chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 166 câu cuối cùng của phẩm tự ngã, tất cả là 10 bài ha. Ủa mà trước khi đi vào duyên sự thì xin phép được đọc lại rồi chúng ta mới đi vào duyên sự ha. Attadat thằng Bharat thề napuhu na pinaha paye Attadat thằng Avinya yasadat thapasuto siya. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ nhì: Attadat thằng Bharat thề napuhu na pinaha paye Attadat thằng Avinya yasadat thapasuto siya. Đó là cái đọc truyền âm, đoán âm. Bây giờ qua dòng kệ ha, 44 dòng kệ thì dễ đọc hơn, và trong đạo tràng của chúng ta có nhiều dòng kệ đi vào lòng người rất là hay. Attadattham Bharatena Bahunapi Nahabaye Attadattham Avinyaya Sadatthapasuto Siya.
giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Chữ Attadatthang cũng là cái tên của vị tỳ khưu, tên là Attadattha. Đây nói về sự tích của một vị trưởng lão tên là Attadatta. Attadattha. Khi ở tại chùa Kỳ Viên thì Đức Phật đề cập đến một vị trưởng lão tỳ khưu tên là Attadattha. Attadattha có nghĩa là tự lợi. Attha là lợi ích ha. Rồi chỉ Attha là lợi ích ha. Rồi Atta là bản thân của mình, gọi là tự lợi. Khi mà Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, ba tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Thì bây giờ hỏi quý vị nè, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương tại đâu? Có ai còn nhớ không? Mới có xuất xứ đàng hoàng. Bởi vì ở đây là tại chùa Kỳ Viên. Còn mà Đức Phật nhận lời của Ma Vương thì nhận lời ở tại đâu? Có ai còn nhớ không? Ồ, ngày hỏi cái Siết Hà bỏ chạy ha. Ồ, chạy ra lấy chân chạy vô. Siết Hà ơi, Đức Phật nhận lời của Ma Vương thỉnh cầu và cho biết rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. Vậy thì hỏi Siết Hà, Đức Phật nhận lời của Ma Vương tại đâu? Bỏ chạy rồi, nhưng mà chạy không khỏi. Chạy vô là bị hỏi liền một câu. Rồi bây giờ Siết Hà đưa tay trả lời thử ra. Có ai trả lời dùm cho Siết Hà không? Đức Phật nhận lời của Ma Vương cho biết rằng 3 tháng nữa sẽ nhập vô dư niết bàn thì ở tại đâu? Đúng rồi, Siết Hà sao nghe được? Bởi vì hồi đó Siết Hà đâu có gặp trong cái thời kỳ đó mà nghe Đức Phật nói rằng 3 tháng nữa sẽ nhập niết bàn hả? Mà cũng đâu có trong thời kỳ đó để thấy Đức Phật là hứa Ma Vương hả? Câu trả lời này hay ha. Cho nên nghe Đức Phật nói chuyện Ma Vương Siết Hà nghe không rõ. Theo bây giờ trong kinh sách để lại thì quý vị có thấy kinh sách nói rằng Đức Phật hứa với Ma Vương tại đâu? 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt khi mà Ma Vương tỉnh cầu. Đạo tràng ai còn nhớ, vị nào đọc kinh kệ rồi kinh, vị nào đọc cũng hay hết trơn. Mà chỗ này cái gì? Cái tập siêu vị sĩ cơ rừng Ta La hả? Sĩ cơ vạn rừng Ta La sông Thọ ha. Đây cũng là một ý kiến, nhiều ý kiến tổng hợp thì chúng ta mới rút ra một cái ý kiến quyết định là đúng hay sai. Sĩ cơ vạn nói tại rừng Ta La, còn Sĩ Kim nói Ambawana. Ambawana tức là rừng soi. Rồi còn ai nữa? Một người nói tại rừng soi. Rồi một người nói tại rừng Ta La. Rồi còn ai nữa? Có cái hai ý kiến. Người ta nói tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư, trong ba người thì mới có một cái ý kiến đúng. Chứ còn hai người còn đứng đánh lộn nhau, phải có ý kiến thứ ba thì mới có đúng và sai. Bây giờ ý kiến thứ ba ai đưa ra vấn đề hòa giải nè, sự thật nè? 1, 2, 3 sư Im Ru Vì Tá. Quyền hành pháp của tu nữ Tỳ Duyên, của tu nữ Phúc Hạnh, Sức Mê Tá, Sức Thi An Lạc,
ở Quyên Giang Nhật Hà, rồi Sức Kim, Sức Pháp Nguồn, Sức Thạnh Kiểm, Sức Ti Na, Sức Hạ, quá nhiều quá mà. Rồi bây giờ ý kiến thứ ba, thêm một ý kiến nữa là sẽ có kết quả. Rừng Ta La Âm Pa Qua Na, rồi thành gì, thành Quê Sa Ly, à ba ý kiến. Trong ba ý kiến này ai đúng ai sai, ai làm trọng tài nè, có ai làm trọng tài không? Ba ý kiến này chất quốc. Rừng Xoài ha, rừng cũng chặt lắc luôn. Ý kiến thứ tư cũng chất quốc luôn. Ở đây muốn nói lên một điều về lịch sử, tức là tại cái tháp tên là Pháp Hoa, tại cái tháp này Đức Phật rất là mệt mỏi vì bệnh kiết lỵ mà. Đức Phật bị bệnh kiết lỵ, và quý vị biết rằng trên đường đi đã từng uống cái nước, một cái nước mà bên vệ đường mà 500 cổ xe nó chạy qua đục ngầu như vậy mà múc lên để Đức Phật giải khát. Rồi tại cái tháp Bá Hoa này mệt mỏi, thì giả tức là ngài A Nan hầu hạ phụng sự Đức Thế Tôn hả, mệt mỏi thì Đức Phật ngài mới bảo thôi đi ra ngoài nghỉ đi. Và khi ngài A Nan vừa bước chân ra ngoài thì Ma Vương xuất hiện tỉnh Đức Phật nhập niết bàn. Và Đức Phật nói rằng Như Lai sẽ nhập niết bàn 3 tháng nữa. Đối với thần chết ha, tử thần Ma Vương mà có ai từ chối được? Nhưng mà Đức Phật từ chối nó 3 tháng nữa Như Lai mới nhập viện. Và khi mà buông lời như vậy thì quả địa cầu chấn động, làm ngài A Nan ở bên ngoài không biết cái hiện tượng gì, cho nên lập lập chạy vô hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là ta đã hứa với Ma Vương 3 tháng nữa ta sẽ lên đường nhập diệt. Vậy thì bây giờ ở tại chùa Kỳ Viên, tại chùa Kỳ Viên thì Đức Phật mới triệu tập Chư Tăng đến và chuyện tuyên bố rằng: này các tỳ kheo, sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch. Và khi nghe tin này thì 700 vị tỳ kheo phàm phát sinh sự kinh cảm, ngày đêm không dám rời Đức Bổn Sư. Các vị ấy băn khoăn đi đi lại lại thảo luận với nhau: này chư đạo hữu, chúng ta sẽ làm cái gì đây? Riêng ngài Attadatha không tham gia vào việc luận bàn với các vị tỳ kheo, mà nghĩ thầm rằng nghe nói còn 3 tháng nữa Bậc Đạo Sư sẽ viên tịch niết bàn, mà ta thì hiện nay chưa giúp trừ được phiền não tham hái. Vậy thì trong thời gian Bậc Đạo Sư còn tại thế, ta cần hành đạo để chứng đắc thánh quả mới xứng đáng. Rồi vị tỳ kheo Attadatha không đi đến nơi mà các vị tỳ kheo bàn luận về sự việc của Đức Thế Tôn sắp viên tịch. Vị này tìm đến một nơi thanh vắng để hành đạo. Các vị tỳ kheo không thấy tỳ kheo Attadatha đến dự bàn công việc mới hỏi: này đạo hữu, vì sao mà đạo hữu không nhập chúng mà cũng chẳng tham gia thảo luận với chúng tôi? Rồi họ dẫn tỳ kheo Attadatha đưa về mắt với Đức Phật. Bạch ngài, vị này đã hành động như thế. Thì Đức Phật mới hỏi tỳ kheo Attadatha: tại sao ngươi lại làm như vậy? Tỳ kheo Attadatha đáp rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghe tin ngài sắp viên tịch đại niết bàn trong 3 tháng tới đây, mà con thì chưa có chứng đắc cái đạo quả
Cho nên con ráng tinh tấn hành đạo để chứng đắc thánh quả trong khi mà Ngài còn tại thế. Rồi Đức Phật khen ngợi Tỳ kheo Attadatha. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, vị nào có lòng thương mấy Như Lai thì hãy bắt chước cái gương của trưởng lão Attadatha này. Không phải những người dân cúng Như Lai bằng lễ vật hoa là tôn kính Như Lai đâu. Những người tôn kính Như Lai chính là những người hành trì noi theo chánh đạo. Bởi vậy các vị tỳ kheo khác hãy nên noi gương của trưởng lão Attadatha này. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 166. Attadatthaṃ bharatthena bahuṇā vinahā paye attadatthaṃ avinyāya sadatthabhasuto siyā. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Ý nghĩa câu Phật ngôn này: cho nên vì lợi ích của kẻ khác mà quên hẳn cái lợi ích của chính mình. Người mà biết lo lợi ích cho chính mình thì thường chuyên tâm vào những cái điều lợi ích đó. Ý nghĩa câu Phật ngôn này là người tại gia cư sĩ cho nên vì lợi ích của kẻ khác mà lãng quên sự lợi ích của mình. Mặc dù ích lợi của chính mình nhỏ nhen, chỉ đáng giá một đồng xu, nhưng mà so với lợi ích của nhiều người khác thì đỡ gấp cả ngàn lần. Ở đây câu nói dù sự tư lợi chỉ ít coi có một đồng xu, không ám chỉ vật thực cứng hoặc là vật thực mềm, mà đề cập đến cái kết quả của sự hành đạo. Bởi vậy tỳ kheo nào đã quyết định ta không bỏ quên phần tư lợi thì dù có công việc phát sinh đến tăng như việc tu bổ thánh tháp hoặc việc phục vụ thầy tổ cũng không quên cái bổn phận hành đạo của chính mình để chứng đắc các cái thánh quả. Bởi vậy tỳ kheo Attadatha này cũng là vị tỳ kheo đã bắt đầu thực hành thiền minh sát, nguyện chứng đắc đạo quả ngay trong cái thời gian ngắn mà bậc đạo sư còn tại thiền. Vị ấy đã bỏ qua các phận sự phục vụ thầy tổ vân vân, mà chỉ lo cái phần sự hành đạo của chính mình. Người nào đã hiểu rõ sự lợi ích như thế thì sau khi suy xét thấy điều này ích lợi cho ta, tức là người chăm lo sự lợi ích của chính mình, thì người ấy hãy cương quyết chú tâm vào sự lợi ích của chính mình là cái điều tiên quyết. Và khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 166 này thì tỳ kheo Attadatha đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Trong duyên sự này, tin Đức Bổn Sư sắp niết bàn, khiến Ngài Atta phát kinh hoàng: làm sao đắc quả A-la-hán để đáp ơn thầy tổ nặng mang, một mình đóng góp quyết công phu, tinh tấn cầu mong quả đặc thù. Phật gọi Ngài ra trình một ý và khen: vậy mới đáng tỳ kheo, Phật dạy tự mình biết lợi mình, cần tu cho đắc quả vô sinh. Cúng dường hành đạo là cao thượng hơn cả suy tiền của thế tình, hơn cả suy tôn của thế tình. Rồi duyên sự cũng đã kết thúc, và câu Phật ngôn này cũng đã kết thúc phần tự ngã 13 ha. Quý vị nhớ lần sau trong 10 bài của phẩm tự ngã hãy tìm một bài nào đó để chúng ta ôn lại, chứ không học mà không ôn lại thì cũng giống như
nước chảy là mồn hoặc là gió thổi mây trôi ha, chúng ta ôn lại. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Câu Phật ngôn này có nói lên sự ích kỷ không? Chỉ biết bản thân, không biết người khác, có phải vậy không? Rồi bây giờ quý vị cho ý kiến. Thời gian còn lại 27 phút, à thời gian nhiều ạ. Rồi hôm nay hỏi Huynh Giang Nhật Hà nè. Hôm nay Huynh Giang Nhật Hà có áo đẹp nè ha. Rồi giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng tuyệt vời. À quý vị thấy có phải không? À bây giờ hỏi Huynh Giang Nhật Hà câu Phật ngôn 166 có ý kiến làm sao? Có sự so sánh như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Đúng rồi, sĩ phát nguồn là cái cũng đồng ý nha mà. Rồi, mời Huynh Giang Nhật Hà. Alo, Huynh Giang Nhật Hà, cái chữ màu vàng nhìn không thấy rõ, thông cảm nha. Nhưng mà ở đây chí kim nó không, chí pháp nguồn nó phải, rồi hai người này người nó không, người nó phải, thôi bây giờ người phải trước đi, rồi người trái nó sao? Rồi mời chí pháp nguồn có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Cái chữ Huynh Giang Nhật Hà chắc đây không thấy rõ. Rồi thông cảm nghe Huynh Giang Nhật Hà. Rồi mời sư pháp nguồn Lào Cai. Bàn tay đâu rồi? Rồi xà thủ. Dạ con kính đỉnh lễ ngài. À, ngài nói là hôm nay Huynh Giang Nhật Hà có áo mới, con thấy có chữ màu vàng thật, thì con bảo dạ phải thôi ạ, chứ con không có ý nói là cái câu này có phải là người ích kỷ quá hay không. Bởi vì là con hiểu là khi mà Đức Phật dạy về cái câu này là Đức Phật cũng muốn là chỉ cho chúng ta là không nên là cứ nghĩ cho lợi người mà hại mình á. Mình không, mình cũng phải nghĩ đến bản thân của mình một chút. Cho nên là câu nói này của Phật thì không thể nói được rằng là mình lo cho mình là ích kỷ được ạ. Còn Huynh Giang Nhật Hà đang lái xe cho nên là không vào thảo luận được với đạo tràng, thì con xin mời bàn tay của đạo tràng ạ. Để con xin nói thêm một chút về cái vấn đề học giàu lợi bao nhiêu quên Phật nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ, theo con được hiểu như thế này, không biết có đúng không? Nếu có gì sai thì mong ngài chỉnh sửa và chỉ dạy thêm con ạ. Cái câu này, cái câu Phật ngôn này Đức Phật dạy là dù mình có làm những cái việc thiện như là bố thí, cúng dường hay là làm những cái việc tốt cho xã hội mà mình không tự cho mình về vấn đề phải học hỏi, phải tu tập để mà tu tiến lên, để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà quanh quẩn suốt ngày chỉ biết làm những cái việc khác, thì rất kiên chịu là tu tập thêm phước trí mà chỉ có tu tập những phước vật thôi thì những cái quả luân hồi nó vẫn còn xoay chuyển liên tục không ngừng. Khi mà có tu tập thêm phước đức và phước trí của bản thân nữa thì sẽ phát triển được bản thân và sẽ có thể giải thoát được khỏi sinh tử luân hồi.
như nếu mà mình mà là người có trí thì sẽ biết tư lợi phần cho mình, có nghĩa là người có trí thì mình sẽ cần phải biết tu tập để mà tu tiến để mà phát nguyện, những phát nguyện và sẽ phát thành quả đó, để mà mình tu tiến rồi mình phát triển bản thân lên để mà có trí tuệ rồi thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mà mình cứ quanh quẩn vào những cái việc tốt, việc thiện mà mình không nghĩ gì cho mình đó, thì sẽ hại cho mình. Bởi vì cứ mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi, mặc dù những cái phước vật nó có để mà cho chúng ta được hưởng đời này đời sau, nhưng mà cái sự giải thoát thì không có, mà nhân quả bất khả tư nghì. Nếu như mà đời này mình cứ làm phước làm thiện thì cũng chỉ có những cái phước vật nó đến với mình, mà phước trí không có. Mà nếu phước trí không có thì khi cũng có thể là đời sau kiếp sau mình có tài vật, nhưng mà không có trí thì cũng dễ bị rơi vào những cái tà kiến và dễ đi sai đường. Cho nên là Đức Phật dạy hai câu đầu là nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình ở đây là phải dành cho mình những cái sự tu tập riêng ạ. Không nên là vì tha nhân quá mình không chịu tu tập mà mình suốt ngày mình bị phiền não về những cái việc bên ngoài. Dạ con xin phép có đôi lời như vậy. Dạ con xin phép mời cô Kim lên nhé, cô Kim. Dạ con cảm ơn cô. Con kính chào sư chú Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Trước hết con xin cảm ơn sư và cô Pháp Nguồn Lào Cai đã chia sẻ cái phần ý kiến cũng như sự suy nghĩ, sự hiểu biết của cô cho câu kinh Pháp Cú 166 này. Nhưng trước hết con chia sẻ, con xin nói lại, sư có một ý kiến trước vị sư. Dĩ nhiên trong kinh Pháp Cú, trong tiếng Pali nó vừa lô cô lô phá đó, tức là cắt lời nói đó, của tiếng Pali đó, thì nó có nhiều cách viết, có vài cách viết. Nhưng mà con biết sư vua đọc tài đó, khi mà sư post cái bài đó lên mà có người đọc sách nào mà viết chữ khác thì phải đọc theo cách của sư. Nếu mà đọc cách khác đó, thì cũng ý nghĩa cũng giống vậy, chữ thân hay chữ thâm nó nghĩa là sư nắm cái đầu liền, bị tội liền. Nhưng mà bữa nay á, là máy móc của sư bị trục trặc không đưa bài lên. Có này đưa bài, có người kia đưa bài, rồi sư nói. Tức là cái này là ngoại lệ, đọc cách nào cũng được hết, nghĩa nó cùng ý nghĩa thôi, đó là sư. Con không để ý chuyện này, nhưng mà con biết là sư hay quậu lắm. Thì người ta đánh cái này, sư giáo bộ, sư hiểu nghĩa khác, sư dán cái này, sư dán cái kia, sư dắt những chữ, sư bỏ vô miệng người ta. Đó là chuyện thường ngày ở nguyện, ở trong đậu tràng trên trời này, tụi con biết quá rõ luôn. Con bị sư một trận rồi, chẳng hạn như con cóc, cái sư nó không phải đâu, nói là con ếch. Yeah, con cóc chứ con ếch, nó cũng kiểu ngồi hay kiểu nằm, nó cũng ngồi giống vậy thôi à. Mà sư cỡ nói là không phải con cóc mà là con ếch, con biết lỗi mà. Thành ra mình là con người dễ dạy, sư nói sao cũng gật gật đầu, ừ như vậy, nhưng túm lại biết rõ mánh của sư hết trơn hết trọi rồi, đại khái là như vậy. Mà bây giờ để tóm lại vô đây để mà chia sẻ câu này, trời đất ơi, chỉ có mình Pháp Nguồn Lào Cai con quên nữa, có mình Pháp Nguồn Lào Cai nghe rõ âm thanh con hàng, còn tất cả quý vị trong đạo tràng có nghe không? Xem Châu Khoa một người nữa, sư có nghe con rõ không sư vậy? Sao sư đi đâu đó? Dung phạm thêm hai người, cảm ơn. Trời ơi trời, quên nữa, không nói mà quên, không biết âm thanh có nghe rõ không. Tự giờ tức là ba người nghe rõ, tức là từ nãy giờ đó là nghe rõ ràng đó. Không có thiếu gì hết ha, nghe rõ và liên tục không đó đã. Rõ mà có liên tục không, nhiều khi nó cắt cái chữ cũng nguy hiểm đó. Chữ không, nó có mà cắt chữ không là nó nghĩa nó trái ngược rồi đó, là nguy hiểm vô cùng đó nha.
Khắp nguồn Lào Cai có nghe rõ và liên tục không? Nói cho biết tín hiệu mới chia sẻ được chứ. Còn cái thứ 18 phút lận kìa, quá trời nhiều đi. Yeah, một người đó, cho hình ba con mèo. Ba con mèo không hiểu là gì hết, nhưng đưa ra chắc là cũng nghe rõ và liên tục. Thôi để vô bài này đi, để sư nói bà Tám ơi, nó dòng do nhiều quá à. Trời, con là đệ tử sư mà, sư nói dòng do nhiều, con cũng dòng do, cũng do dòng như sư giống sư mà. Trời, thầy nào trò nấy mà, sư đừng có la con nghe sư, y chang vậy đó. Dạ, hết con xin chia sẻ của câu Kinh Hấp Cú 166 này, con cũng giống như sư. Trước khi mà chia sẻ hay sẻ chia là phải đọc lại, nhưng mà con không có kệ đâu, vì con kệ dở ẹt à. Con bị bắt buộc phải kệ, con gán kệ thôi, kệ đại thôi. Nghe miễn là sư không la, không có chuyện gì trục trặc thì đọc ok rồi. Con chỉ đọc kinh đã đúng từ ngâm đỏ ngâm là phái chí rồi. Như vậy là cái câu này thì con đọc theo thám má câu số 3, con không có thăng ha. Ok. Attadak thằng pha rắc thề na bô hu nà thi na hà pha dệ Attadak tham a bình nhà gia sa đắc tham a sư tồ si dạ. Trong câu kệ 166 này, cái chữ mà Đức Phật muốn nhấn mạnh tới tức là chữ ná hà pha dệ, tức là hà pha dệ, tức là chớ lẫn quên, nên bỏ đi, nên buông đôi. Cái này không nên bỏ quên, không nên buông rơi. Buông rơi cái gì? Không nên bỏ quên, không quên gì? Quên phần tư lợi của mình. Tức là cái phần tư lợi này, dĩ nhiên ai cũng có phần tư lợi hết. Mình làm cái gì, mình có cái mục đích, mục vẻ gì của mình á, lại quên mục đích chứ không có mục vẻ. Mục đích của mình là mình làm cái gì, mình ý mình làm đó. Tức là mình biết mình làm cái đó, nó có lợi ích gì cho mình và lợi ích gì cho người. Mình phải biết rõ cái tư lợi, nhưng mà lúc nào mình cũng phải đặt cái quyền lợi của mình trên hết, trước hết. Nhất là cái vấn đề đó là trong việc sinh tử luân hồi của mình. Thì trong câu này cho cái việc mà giải thoát rất là quan trọng. Vì Đức Phật ở lại thế gian này không nhập Niết Bàn liền sau khi Ngài đã đắc thành chánh chánh kiến tri. Thì Ngài ở lại 45 năm này để Ngài dạy cho chúng sanh, đưa chúng sanh biết rằng cả thế giới này đều là một lò lửa, là một bể khổ. Và Ngài đưa những nguyên nhân cái khổ như thế nào, và Ngài dạy cách nào để mà thoát khỏi cái khổ đó. Tức là đó là bốn cái điều thật sự của tứ đế, là tứ thánh đế. Thì trong câu này ý là quý vị nói khi mà chúng ta hành về Pháp Sa Môn, tức là về sanh diệt, thì khi mà chúng ta thấy Pháp rồi, hãy liên tục thấy Pháp đó, và đừng có nên cắt khoảng bỏ đi. Cho dù Đức Phật hiện trước mặt chúng ta phải cần đảnh lễ, nhưng mà được phước phước đảnh lễ đó của Ngài đó, thì Ngài cho rằng cũng không có đáng mà bằng cái phước mà phải theo nhìn thình thấy rõ cái pháp chân đế này, và thình cái đó và mình tiếp tục lên đó để mà đắc thành cái vô thánh quả, hay là không còn cái quả mà vô sanh. Thì giống như cái như những câu chuyện mà cái Ngài Sa Môn có 7 tuổi thôi, mà Ngài phải đứng ra, Ngài chặn Ngài Sa Môn Phú Tá lại để mà hỏi mấy câu về giặt. Khi thấy Ngài Sa Môn Phú Tá cầm cái thức ăn về để cho cái vị Sa Môn trẻ này để mà ăn, thì Ngài không muốn Ngài Sa Môn Phú Tá vô trong lúc cái Ngài Sa Môn trẻ này đang nhập pháp và đang tiến triển trong cái đường nhìn vào cái pháp sanh diệt này để mà chắc chắn sẽ nhập quả Niết Bàn. Thì Ngài không muốn làm cắt phản, làm hủy hoại đi cái pháp mà cái người vị sa di trẻ này đang nhìn. Ngài chặn lời, Ngài hỏi sao đi chúng ta vài câu hỏi như vật thực sinh ra gì, nói vật thực sinh ra cảm thọ sinh ra gì, cảm thọ sinh ra sắc, sắc sinh ra gì, sắc sinh ra xúc. Thì Ngài chặn nó trong thời gian chỉ vài phút như vậy thôi, thì cũng đủ cho cái vị sa môn trẻ này nhập thẳng vô. Từ nhập thẳng luôn mười mấy cái tầng, 16 cái tầng, tầng gọi là thánh, tầng mà 16 tầng tuệ của về Abhidhamma đó, 16 tầng tuệ của bên hành thiền quán, thì cái đủ đó. Tại vì cái pháp sinh diệt nó rất nhanh, chạy rất nhanh. Thì những cái gì cho qua bài này thì chúng ta có thấy rằng
thiền quán Vipassana đó, thì cái việc mà đảnh lễ ngài hay cúng dường ngài hay là để mà được phước làm những việc thượng á, thì cái việc đó không có quan trọng bằng cái việc mà nhìn bình thính, mình nhìn thấy pháp, mình thấy pháp thanh diệt, mà mình phải nhập cái quan sát nó để hiểu về cái pháp thanh diệt, để nhập vào cái pháp thanh diệt để mà hiểu thanh sâu như đó, để mà thoát, giải thoát đi. Thì cái điều đó nó quan trọng nhất, tại vì mình hành bố thí cúng dường hay cái gì thì được, vì hai người ta nói thấy cản thế gian này, mấy cảnh trời rồi có người trước đó thấy trẻ mà dưới thế gian thấy cản, thì theo hiểu rằng chỉ có hai phước thôi, thấy cản và thánh cản rồi sẵn này nhập vô thánh quả. Là vô cái trọng dự luôn. Còn thấy phản thì nó nhiều tới với tao lui, cứ nhập nhằn rồi luân hồi tái sinh rồi chết sanh, chết sanh thì nó hằng hằng hà sa kiếp đi rất nhiều. Làm con kiến thì sống được bao nhiêu, một vài tháng, một vài năm là con mũi sẽ không bao nhiêu. Làm con dồi sống được bao nhiêu thì nó cứ cứ sanh về sanh về cái quậy nó nhiều lắm, không cần. Còn nó vô dòng thánh đó thì chỉ còn nhiều nhất là cái là tệ lắm là bảy kiếp thôi. Thì vấn đề đó quan trọng hơn, cho dù trong cái này thì nhận xét thì nói theo cái tiếng mà slang mà gọi là dễ đó, có là giác ngộ rồi mắt giác nị, vừa tàu rồi vừa chẹt, vừa Việt Nam giác ngộ và giác nị. Ngộ là tôi, nị là người ta đó, giác mình xong rồi mới giác người ta, thì gọi là giác ngộ trước rồi mới giác nị sao, thì nói vậy cho nó dễ hiểu vậy đó. Thì đối với trong cái câu này thì chúng ta phải biết là trong một khi mình đang làm một việc gì, nhất là mình đang hành thiện quán, nếu mình thấy pháp thanh diệt hãy tiếp tục dòm cái đó coi liên tục, rồi bám sát đó. cho dù một cái việc gì quan trọng trước mặt mình cũng phải bỏ qua, làm cho thực hành cho xong cái việc này rồi mới tính việc khác. Đó là cái điểm chính mà Đức Phật muốn đưa ra và nói lên trong cái câu kinh Pháp Cú này cho cái sự học tập của chúng ta, để mà vô thật sự thấu đáo cái phần về thiền quán, thiền chăm sóc, và cái lúc đó mình phải quyết định mình làm cái gì, cái đó mới là quan trọng. Chứ phải so sánh giữa hai cái điều quan trọng, cái điều nào quan trọng cần thiết nhất thì mình theo cái điều đó, chứ không có theo như người ta đó thấy Đức Phật hay thấy gì, ô mau mau chạy cúng Đức Phật để được phước ở này. Mặc dù cho cái số đông đó người ta thường nghĩ vậy, nhưng mà phải biết cái sự tư lợi, cái sự lợi ích mà tối thượng mà mình phải cần làm á, trong cái việc tư làm cho mình là cái việc giải thoát của mình, chứ không phải là cúng dường để được mấy, cũng là một phần, mặc dù bố thí cũng là một phần trong những cái phước thiện để đưa đến cái việc mà bù đắp ba la mật, nhưng mà trong cái sự mà mình thấy cái pháp sanh diệt đó rất quan trọng hơn, cái sự giải thoát của mình quan trọng hơn. Tại vì Đức Phật cũng có nói một câu, dầu sống 100 năm không bằng thấy pháp sanh diệt một ngày 100 năm, một năm có 365 ngày, tức là 136.500 ngày, mà không có bằng một ngày mình sắp chết, mình thấy cái pháp sanh diệt là nó quan trọng hơn cái đó. Thì trong câu này theo con hiểu là như vậy, thì con sẽ trình bày chia sẻ túm tắt là như vậy thôi. Là dầu cái việc gì mình phải biết cái phần tư lợi của mình, cái phần tư lợi của mình đó là không có hại người, không có hại mình trong cái việc này. Ông ngài trưởng lão tư lợi Ác Thá Tắc Thá này là ngài, cái việc ngài mà không cúng dường cho Đức Phật, không theo mấy các vị sư khác nói này nói kia để bàn luận thảo luận, để không cần điều đó. Ngài để những thời gian còn lại của ngài với còn lại trong thời gian của Đức Phật cũng phải thế. Ngài là một người biết ơn, muốn trả ơn, tức là trong khi mà Đức Phật còn phải thế, những gì Đức Phật dạy ngài, ngài nhớ và ngài hành theo. Và bây giờ lúc trước ngài hành, bây giờ ngài hành một cách tích cực hơn để tiến tới cái đó, tinh tấn hơn để tiến tới cái mục giải thoát. Ngài vô trong rừng yên tĩnh một mình, không có theo cái đám đông, mà đều là đều cái cúng dường Đức Phật làm cái gì cũng là tốt rồi, nhưng mà không quan trọng về vấn đề sinh tử giải thoát của mình. Ngài vô trong rừng, ngài hành pháp đó, thì chính cơ duyên làm giống vậy, tinh tấn vậy, ngài đã tràn đủ cái ba la mật của một vị A-la-hán cần thiết. Thì lúc mà các vị khác mé
ngài, ngài đắc thánh quả hơn, thôi đó là điều bắt buộc rồi. Thì trong câu này chúng ta phải biết rằng, cô xem Nhung Phạm muốn nói gì không, thưa mọi người. Tôi biết đâu Nhung Phạm chỉ nói là thiền quán thôi, không có biết. Muốn nói chung là dạ giờ còn 7 phút con nói vậy cũng đủ rồi. Thì trong câu này chúng ta đừng có quên cái phần tư lợi đặc biệt của mình, đó là tuyệt đối nhất. Cái tư lợi của vị sư này là không có phạm đến của ai hết, không làm hại hết. Mình chỉ không muốn kiếm phước để hầu hạ Đức Phật cuối cùng, mà phải biết là trả ơn đền ơn tinh tấn hơn để vô cái thánh đạo mà ngài mong muốn, từ bỏ gia đình ly gia ly dục để mà đắc những đạo quả mà ngài muốn. Thì con chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Và con cũng lựa thời gian này cho những người khác, trong khi con chia sẻ cái phần của con về câu này, nếu có sự gì lầm lỗi sai sót, con xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử chỉ cho con biết. Và con xin dừng nít lại. Và xin chúc quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Con xin mời người khác, có thể là cô Nhung Phạm biết không, hai người khác con không biết. Và con xin chào nít lại. Yeah, alo, Nhung Phạm. Cảm ơn chị Kim. Nhung Phạm có chia sẻ gì không? Dạ, nãy giờ tự nhiên ngồi trước máy, nhưng mà hôm nay âm thanh của chị Kim nghe hình như, hay là đường truyền của tự nhiên đó, nghe nhỏ lắm, nghe không có rõ. Nhung Phạm có nghe rõ không? Bây giờ Nhung Phạm có thể chia sẻ vài lời. Dạ, mời Nhung Phạm ạ. Nhung Phạm có vài lời chia sẻ không? Dạ, rõ hả? Dạ, thì còn vài phút thì tự nhiên cũng xin chia sẻ. Và khi câu Pháp Cú Kinh này, Đức Phật, bây giờ tóm lại thì hồi nãy giờ chắc Đạo Tràng cũng nghe chị Kim với lại Lào Cai đã chia sẻ. Nhưng bây giờ thì tự nhiên xin tóm lại, Đức Phật là một vị toàn giác. Đức Phật đã hiểu hết cả những gì trên thế gian này khác với chúng sanh, và Đức Phật khác hẳn với, ví dụ như là chúng sanh khi mà tử nào nó đem mình đi, mình không có hẹn được. Nó bất cứ nó chặn mình ở đường, bị xe tông, xe đụng hay là tự dẫn, nó đến với mình, mình không có từ chối nó được. Nhưng mà riêng Đức Phật thì Đức Phật hẹn được. Vì sao? Vì Ma Dương đến mời Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật hẹn lại 3 tháng sau ngài sẽ tịch diệt. Tất cả những gì ngài đã tuyên thuyết lại để cho chúng sanh theo, để mà hành theo ngài. Nếu mình hành theo đúng con đường của ngài thì chắc chắn sẽ được thoát những cái cảnh khổ. Mình chỉ cần thoát những cái cảnh khổ trên thế gian này là mình đã vui rồi. Chỉ cần, ví dụ như chỉ cần ở trong nhà mà hằng ngày mình bị ràng buộc, ví dụ như là con cháu hay là cha mẹ hay là chồng vợ, mình khi mình thoát ra được, ở trong nhà mình thoát vào chùa được, một ngày đó mình làm phước cúng dường là mình đã cũng thấy vui rồi. Khi mà xa nữa và thì tự nhiên cũng nhín thời gian, vì lúc này tự nhiên về chùa Viên Giác, cho nên cái giờ này là giờ cao điểm, có nghĩa là giờ này là giờ ăn sáng, mà tự nhiên nhín cái thời gian để mà chia sẻ. Vì ở Viên Giác thì từ 5 giờ là phải ra chính điện, nhưng mà đến 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi là rất là bận. Cho nên là tự nhiên cũng có vài lời chia sẻ với Đạo Tràng, để có một người
một chia sẻ ít để cho luôn luôn mình giữ cái đạo tràng luôn luôn nó thanh tịnh để mình cùng nhau tu tập đến con đường chỉ cần không thiền nào bước nhưng lên tiêu ra. Dạ mời mời Nhung. Dạ theo lời yêu cầu của Pháp Nguồn, mời Nhung lên tí xíu rồi tự nhiên xin xuống mic nha. Dạ thấy ngài thì con kính dân mới đến ngài. Sa thú sa thú xích Pháp Nguồn xích Kim rồi cô tu nữ Tuệ Duyên. Thật sự ra thì không có thời gian để cho chúng ta chia sẻ, mà thời gian chia sẻ chính là thứ ba tới. Thứ ba tới là cái ngày mà chúng ta ôn lại 10 bài của cái phẩm Tự Ngã này. Cái phẩm này rất là quan trọng. Tự mình tu tập là hơn, tự mình phóng dật là chôn lấy mình. Tức là cái con đường đi lên, con đường đi xuống cũng do chính mình quyết định. Cho nên Atthadatta tức là tự mình làm lợi cho mình. Mà người nào làm lợi cho mình trong hiện tại, trong tương lai và trong quá khứ thì đó Đức Phật gọi là Bandita, một vị thiền trí thức. Vị thiền trí thức là vị hiểu được lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích cao quý nhất, đó là lợi ích của Niết Bàn. Điều quan trọng là như vậy. Thì cái chữ Attha là lợi ích, mà chúng ta phải hiểu cái lợi ích đó nó đưa chúng ta đi lên hay đi xuống. Quan trọng là như vậy. Đức Phật là vị thầy của chư thiên và nhân loại. Nhưng mà đối với tỳ kheo Atthadatta này, không vì những thế tục mà vì những lời dạy thiết thực của bậc đạo sư, cố gắng hành trì theo những lời dạy của Đức Phật, tách đời đám đông, tức là độc cư nhàn tịnh. Và cái điều thể hiện là nhàm chán mới ly tham. Và chính vì này được Đức Phật tán. Đây cũng là một câu Phật ngôn mà chúng ta đừng có nghĩ rằng ồ ích kỷ cá nhân, không phải ích kỷ cá nhân mà mình tự thương lấy chính mình. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền.